Chào cả nhà nhá, hôm nay vợ cây cảnh lại đi quay cho anh em cây sở. Đẹp luôn, VIP luôn. Cây sở này là bóng tán rất đều và đẹp. Đấy. Đây, hôm nay em sẽ đo trực tiếp cho các bác nhé. Chào cả nhà nhá. Đây vợ cây cảnh này quay to ở cây sở to nhất ở đất Lạng Sơn đây. Cái này đứng thứ hai thôi. Cái này vanh gốc là 115. Vanh cách gốc 1 mét là vanh 95. Thoát thân 2m1 anh em nhá. Thoát thân 2m1. Đấy, anh em nhá. Chiêm ngưỡng cây đẹp. Rất đẹp các bạn. Cây này đứng thứ hai thôi. Các bạn. Đây tán rất đẹp này. Đấy, anh em nào có mua cây sở công trình thì alo em nhé. Cây toàn hàng thoát thân thôi. Hàng cột điện này. Tay tán đẹp này. Đấy. Toàn hàng thoát thân nhé các bác nhé. Toàn hàng thoát thân đẹp đấy. Đây. Vành 35-40 đúng không? Đấy. Rất đẹp. Toàn cây công trình đẹp. Tay tán đẹp.